Chào các bạn. Ngày nay nếu mà hỏi một cái công ty công nghệ nào là công ty nổi tiếng và sáng tạo nhất thế giới thì nhiều khả năng các bạn sẽ trả lời đó chính là Apple, là cái tên được rất nhiều người nhắc đến đầu tiên. Nếu bạn nghi ngờ về nhận định này thì hãy nghĩ đến cảnh hàng ngàn người đã phải dậy sớm nè, thậm chí phải thức thâu đêm đứng xếp hàng dưới cái lạnh của trời đông để mua một chiếc điện thoại thì bạn sẽ có câu trả lời thôi. Tôi đảm bảo là trong hàng ngàn các công ty công nghệ trên thế giới thì đây là điều hiếm hoi mà rất ít các công ty có thể làm được. Vậy sức hút của Apple đến từ đâu ta? Điều gì đã khiến Apple có sức hút khủng khiếp đến vậy? Trong khi Apple không phải là một công ty đầu tiên nghĩ ra những siêu phẩm đầy sức hút như là máy tính bảng, smartphone, máy nghe nhạc MP3. Vậy thì sự khác biệt ở đây là gì? Tại sao khách hàng lại chọn mua iPod thay vì Jones, chọn iPhone chứ không phải là Samsung hay là BlackBerry? Chìa khóa nằm trong top 10 chiến lược marketing độc đáo mà tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Chiến lược thứ nhất, tập trung vào giá trị thay vì giá. Từ trước đến nay, Apple chưa bao giờ can dự vào cái cuộc chiến về giá, mặc dù giá sản phẩm của họ đưa ra cao hơn các đối thủ cạnh tranh khác. Đơn giản là vì Apple luôn tập trung vào đề xuất giá trị của sản phẩm. Đề xuất giá trị là tất cả những thứ trả lời cho câu hỏi của khách hàng. Tại sao tôi lựa chọn bạn mà không lựa chọn đối thủ cạnh tranh? Apple kiên định với cách định giá riêng của mình, mặc dù nó cao hơn rất nhiều lần so với đối thủ, chính là bởi họ đã đề xuất giá trị mạnh và tập trung quảng bá giá trị độc đáo của mình. Chiến lược thứ hai, hãy đơn giản. Đơn giản là thông điệp mà bất cứ khách hàng nào khi sở hữu các sản phẩm của Apple đều cảm nhận được. Sự đơn giản của Apple không đơn thuần là sự đơn sơ, đơn điệu, mà thông điệp đơn giản họ đã đạt đến đỉnh cao đó là đơn giản nhưng vẫn phải đẹp và sang trọng. Logo là một quảng cáo với cái tên không thể đơn giản hơn, Apple. Trong hoạt động marketing, Apple chứng tỏ sự đơn giản của mình bằng việc không có bất kỳ một cái thông tin về nơi mua sản phẩm và cách mua sản phẩm. Thay vào đó, các quảng cáo và thông điệp tiếp thị luôn rất trực diện, thường đưa ra sản phẩm và để cho sản phẩm tự cất lên tiếng nói. Chiến lược thứ ba, sử dụng product placement. Sử dụng hình ảnh và sức mạnh ảnh hưởng của những người nổi tiếng để chia sẻ sản phẩm là chiến lược marketing vô cùng khôn ngoan trong thời đại công nghệ 4.0 ngày nay. Những người nổi tiếng với lượng fan khổng lồ hay bất cứ chuyện gì mà họ chia sẻ đều gây được sự chú ý rộng rãi. Và đây là chiến lược khiến cho sản phẩm của Apple đi vào tâm trí của khách hàng. Lực lượng fan hùng hậu của những người nổi tiếng sẽ rất dễ dàng trở thành khách hàng tiềm năng của họ. Chiến lược số 4, tận dụng những đánh giá từ khách hàng. Những phản hồi đánh giá chất lượng sản phẩm từ phía khách hàng là những lời quảng cáo đáng tin tưởng và có giá trị nhất. Chiến lược marketing của Apple đã làm rất tốt điều này. Họ để khách hàng tự đánh giá và bình luận về sản phẩm của họ bằng cách với những sản phẩm mới sắp trình làng, họ không bao giờ đưa ra các chiến dịch truyền thông hoàn loạt. Thỉnh thoảng họ chỉ thả thính một chút thính để khách hàng tự bàn luận với nhau. Đây là cách làm vô cùng thông minh, không chỉ giúp Apple tiết kiệm hàng triệu đô la tiền quảng cáo mà nó còn giúp họ thu nhận được những ý kiến phản hồi đắt giá của khách hàng về sản phẩm. Chiến lược số 5 mà tôi muốn nói đó chính là thiết kế trải nghiệm tốt cho khách hàng. Đúng vậy, Apple dành hàng nghìn giờ vào việc thử nghiệm và thiết kế tinh lọc những thiết kế này. Họ làm vậy để những gì bên trong chiếc hộp khớp với hộp và hộp khớp với những gì bên trong. Sự thật ra thì với những khách hàng khi tự tay unbox sản phẩm iPhone đều phải oa vì sự tinh tế đến từng chi tiết từ thiết kế hộp, sự sắp xếp các chi tiết từ tai nghe, sách hướng dẫn, dây sạc đều vô cùng hoàn hảo. Bên cạnh đó thì Apple còn rất quan tâm đến việc tạo ra trải nghiệm tốt cho khách hàng tại cửa hàng. Vì vậy, đối với những khách hàng, họ vào cửa hàng và dừng chân lại để thử nghiệm sản phẩm và nhiều trong số họ ra về với những sản phẩm mới trên tay. Chiến lược số 6, trò chuyện với khách hàng bằng ngôn ngữ của họ. Một yếu tố quan trọng trong marketing nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng có thể làm tốt được đó chính là thấu hiểu khách hàng. Apple không sử dụng những thuật ngữ đa nghĩa và cách giải thích phức tạp làm hoa mắt khách hàng tiềm năng. Họ tiếp cận khách hàng bằng việc nghiên cứu kỹ lưỡng đối tượng khách hàng mà mình muốn hướng tới, hiểu cách họ tương tác và trò chuyện trên mạng xã hội, tập trung truyền tải những khía cạnh mà họ quan tâm nhiều nhất về sản phẩm và dịch vụ, dùng ngôn ngữ mà họ sẽ sử dụng. Đây là cách tiếp cận khách hàng các đối thủ cạnh tranh của Apple vẫn chưa bao giờ làm được. Chiến lược số 7, tạo dựng hào quang và sự bí ẩn quanh những gì mình đang làm. Apple luôn khiến người dùng có cảm giác là chờ đợi và tò mò khi các sản phẩm của họ được giữ kín cho tới khi chính thức được ra mắt.
Thông thường, các nhà tiếp thị sẽ nói cho khách hàng biết mọi thứ về sản phẩm như một cách quảng cáo, những giá trị của sản phẩm. Riêng Apple thì làm ngược lại nha. Họ tạo ra cho khách hàng sự phấn khích khi họ được suy đoán giá trị của sản phẩm. Chiến lược số 8. Tập trung vào cảm xúc của khách hàng. Apple đã tạo ra những khách hàng tự nguyện truyền bá cho sản phẩm của họ bởi vì thương hiệu này có thể chạm đến và giữ được khách hàng ở mức độ cảm xúc. Các quảng cáo của Apple thường thể hiện được những người hạnh phúc đang có khoảng thời gian tuyệt vời với những chiếc iPad và iPhone của họ thay vì tập trung vào bộ nhớ hay là tuổi thọ của pin. Chiến lược số 9, tạo cảm giác dễ chịu cho khách hàng khi tiếp cận những điều mới mẻ. Cách Apple làm marketing là muốn ưu tiên truyền tải thông điệp tại sao đầu tiên, sau đó mới nói cho mọi người biết là họ làm gì và làm như thế nào. Họ tập trung vào lý do để tiếp cận những cái người có chung chí hướng với mình. Những người này nè, có thể cũng không mua hàng của bạn, nhưng mà không sao cả, vì họ không phải là nhóm khách hàng lớn nhất. Chiến lược số 10, xây dựng cộng đồng người dùng. Trong suốt những năm qua, Apple thực sự đã rất nỗ lực cho việc xây dựng cộng đồng người tiêu dùng lớn mạnh ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Hình ảnh hàng trăm người xếp hàng đợi mua sản phẩm mới ở mỗi cửa hàng của Apple không còn là hình ảnh xa lạ. Apple đã tạo dựng được cộng đồng người tiêu dùng thân thiện, tích cực, vui vẻ và xây dựng chiến lược marketing khiến cho mọi người đều gắn bó với cộng đồng đó. Bằng cách sử dụng 10 chiến lược marketing này, Apple đã xây dựng được cho mình một lượng fan trung thành gần như là sùng bái đối với các sản phẩm của họ. Họ truyền đạt thông điệp đến lượng fan này qua mọi thứ họ làm, từ quảng cáo map và PC đến thiết kế và tính năng sản phẩm. Tôi hy vọng là bạn có thể áp dụng được trong 10 chiến lược marketing này trong công việc của bạn và cũng sẽ thu nhận được hiệu quả tích cực. Hãy like và share video nếu bạn thấy nó thực sự hữu ích vào công việc của bạn. Đồng thời nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi chúng tôi xuất bản video mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.